Xin chào các bác. Thì hôm nay em có giới thiệu đến các bác một combo của nhà Amate. Đồng bộ luôn nhá, từ súp, từ full đến main luôn. Ở đây thì em đang có hai chiếc main HD 4000 của Amate. Đấy. Full thì ở đây em đang sử dụng full 40 là dốc cơ 15, zin GK 15. Còn súp này thì em sẽ sử dụng súp 50. Súp Ki. Ki 18W 1000W 8 ohm. Full dốc cơ 15 nó là 800W 8 ohm. Đẩy HD 400 thì con này nó là 1000W là 8 ohm một con. 4 ohm của nó đạt 1750W các bác nhá. Made in Spain, sản xuất tại Tây Ban Nha, đồng bộ 100% sản xuất tại Tây Ban Nha nhá. Thì đối với cái combo này thì các bác có thể là dùng hai con đẩy này. Các bác đánh cho một cặp súp và một cặp full. Có nghĩa là một con đẩy đánh súp và một con đẩy đánh full. Đấy, súp em đây, em có súp nữa đây. Em có hai ba cặp súp ở đây. Full thì thoải mái cho các bác để các bác chơi. Đấy, Ki 18. Thì cái này các bác có thể đánh kẹo kéo này, các bác đi đánh kẹo kéo này hoặc là các bác đánh ở sân vườn đều rất là hay. Mà các bác chơi một set Tây đến từ nhà Amat giá nó rất là hợp lý thôi, nó không quá cao. Đấy, như một đôi full này thì có giá ngoài 20 triệu. Một quả súp này có giá là 14 triệu. Và một con đẩy này có giá là 12 triệu của một chiếc các bác nhé. Hai con là khoảng 24 đồng, hai con này là khoảng 28 đồng. Thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 50 một chút, hơn 50 một đôi này nữa. Thì nó cũng chỉ khoảng hơn 70 triệu mà các bác được một bộ rất là VIP. Đây là bát 40 các bác nhá, súp 50 nhá, để các bác đánh sân vườn. Gấu luôn đấy. Còn các bác chơi ở gia đình thì các bác có thể chơi được ở phòng khoảng tầm nếu một combo như này các bác có chơi ở phòng khoảng 50m đến 60m hoặc quán cà phê. Các bác combo này các bác có thể đánh quán cà phê rất tốt, 5 60m, 70m có thể chơi được. Đây em sẽ test cho các bác. Chơi Amat đã đi làm những đôi loa Amate, đã đi nghe được những đôi loa Amate đánh sự kiện sân khấu lớn thì các bác sẽ biết nó hay như thế nào. Đây em đang đánh một con đẩy dưới thôi, vì hiện tại đây em đang đánh một nửa set của nó, một nửa set nên đang đánh con đẩy dưới. HD 400 Made in Spain. Còn này các bác mua mới đâu đấy khoảng hơn 40 triệu một cái hay 50 triệu gì đấy không nhớ rõ. 40 50 triệu một chiếc là mua mới. Bạn các bác mua nó rẻ tương đối. Joker GK 15. Con này hiện tại thì em đang để đâu đấy khoảng 25 triệu một cặp các bác nhé. GK 15. A Master Audio. Thực ra là các bác mua, các bác xem mấy cái đôi loa LDH hoặc GAE 340 đấy. Giá nó đã khoảng 20, hơn 20 triệu rồi, đúng không? Mà các bác đây, mấy cái đôi loa đấy nó là tàu. Còn đây các bác chơi hẳn đôi loa Tây luôn, sản xuất tại Tây Ban Nha luôn, thương hiệu top thế giới luôn. Amat, các bác cứ đi hỏi những anh em nào sự kiện là có biết Amateur là âm thanh như thế nào thì các bác sẽ biết, top thế giới luôn. Mà giá các bác nó chỉ gọi là như loa tàu thôi, rất hợp lý để các bác chơi. Thì bác nào có nhu cầu của sản phẩm này thì alo cho em nhé.